Con chào cô chú. Cô chú ơi, bé Vàng nó xuống dưới đây nó chơi đó cô chú. Rồi dì tỷ dì muội lên đây nằm ngủ, cái ổng cũng ngủ ké người ta mà ổng ngủ cũng phải gác một cái chân lên vậy ổng mới chịu được hay sao nè. Trời ơi nhìn dễ thương cô chú, ôm dì muội êm quá mà. Rồi, nó ngủ xin thằng Vàng nó ngủ mê lắm luôn đó cô chú. Tỷ ngủ cái con nhịn gì vậy? Coi đây cô chú ơi. Dễ thương. Thôi chào cô chú. Trời ơi thả hai chị em bé ra chơi cô chú ơi. Mẹ vô mới gì cho ăn cơm no ngon không rồi cho dắt ẩm cho đi hai chị em đi vệ sinh. Giờ vô quậy nè. Quậy quậy chứ không phải xé bạch nha. Ý chơi đồ chơi hả? Chơi đồ chơi cô chú. Thành mục tiêu khoái lắm, ghiền lắm chứ vậy. Trời ơi, thấy hai chị em ta ra cái anh ghiền lắm chứ vậy. Đứa nào cũng mừng đó cô chú. Mình tình ra cũng khoái lắm rồi cô chú ơi. Khoái chơi mấy em nhỏ nhỏ con. Cùng lùng nhỏ nhỏ con. Sao ạ? Trời ơi, cái đồ chơi của thằng Út Ti mà Út Ti nó phá cô chú. Giờ còn cái nắp vậy đó. Mà sao ngập bé này ngập nữa. Lên vô chuồng rồi, ra đi. Quậy gì đó cô chú. Hai em bé kia không biết cô chú ơi. Ăn tiếp cô chú, giác chứ. Trời ơi, ok, thằng Út Ti nó đi vệ sinh nó nhiều cô chú. Mẹ ra chơi nè. Làm kéo co đi, kéo co đi. Cái cục đó của Út Ti nó ngậm nó ghét rồi chú. Ông khoái cục đó, ông ngậm đúng cục đó à. Bé kia cũng xí được cục. Còn bé làm kia nha chú ơi. Đó, đồ chơi quá trời luôn đó chú. Tha hồ mà lựa. Tha hồ lựa đã luôn. Anh lết sao anh lết. Trời ơi trời. Lớn ơi, ai kìa, lớn ơi. Ai kìa. Cái gì vậy, dạ, dạ, dạ. Nhiều tác động cái gì vậy. Rồi, 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 chuẩn bị nè. Cháu còn quậy, 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 quậy. Trời ơi, dí dữ ha. Kìa lớn, lại đủ hai chị mới chơi kìa. Bé dậy xanh, bé dậy tóc dưới kìa con ơi. Hai bé ơi, chị con. Đúng rồi. Ở nhà dưới quen nè, cô chú đi đâm gà ít quá lên đây. Đây. Không lên luôn, không lên luôn, ở dưới chơi ở dưới đây, đem đồ chơi vô chuồng chơi luôn. À, để con quay cho cô chú. Nó đem vô chuồng nó chơi cô chú. Đó, cô chú thấy không? Hai chị em. Mọi chị đem một cục, em đem một cục, đem cho chuồng chơi vậy đó. Dễ thương cô chú. Trời ơi, chị Hai mới vô phòng, kéo vậy. Sao Ú? Ú ơi. Ú ơi. Sao hả? Nay buồn gì, buồn tình hả? Sao ai ghẹo con mà con lại con mét vốn mà mới vừa mở cửa ra mà kêu ông sao mày không sao khổ theo con vậy đó con chú ơi. Mấy lượng mấy lượng lên mấy ca đi coi chứ. Lẩm ơi lẩm ơi. Hãy cầm miếng ngồi. Sao? Xuống nhà dưới chơi không? Lâu quá rồi không ảnh lượm xuống nhà dưới chơi luôn chú. Để lát con ảnh bé lượm xuống cho con có cái lượm còn nhớ không? Mặt buồn như vậy, cô Ly nó đánh con nghe gì mà cũng buồn như vậy. Mặt như mất số gạo vậy không? Vàng này xuống giết chai mặt luôn rồi chú. Mấy đứa nó nhìn giết nó quen luôn rồi chú ơi. Ngon lắm à. Cô Ly nè cô chú.
Hửa đi, hửa cho đã đi rồi tôi vuốt cho. Nè. Mệt ghê, bé cô ly nha, bé cô ly á cô chú là con phải cho hửi tay, cho hửi cho quen cái đã. Cho quen cái đã rồi mình mới làm. Được gì làm, sao hả? Chiếu tài nè. Bà này bà cũng nhũng nhẽo luôn, chùm nhũng nhẽo luôn cô chú ơi. Nhũng nhẽo lắm đó. Siêu nhũng nhẽo luôn, nhỏ con nhưng mà nhũng rất là nhũng nhẽo. À không đánh hai nha. Hổn nha, hổn là không thương cô Ly nữa nha. Mấy này mưa quá cô chú. Hồi chiều mới lên thông cái cống mưa chú. Sợ mưa lớn. Tưởng ơi, sao con có xíu chơi không? Ủa ơi nè, chị hai ẩm lượm với nhà dưới chơi ha. Lượm lượm ơi, nhà dưới chơi ha. Trời mưa nữa rồi cô chú, trời lại tiếp tục mưa. Tỷ tỷ vì bụi nó cũng nằm rồi cô chú ơi. Ở đây nữa nè cô chú, không kệ này nữa nè, không kệ này không cũng nằm nè, bà Ly nằm nè. Trời mưa các bé nằm ngủ hết trơn cô chú, ngủ hết. Lucky nữa này cô chú, Lucky rồi. Lucky ơi, Lucky, Lucky ơi, tay hai ơi, bắt tay ơi, bắt tay làm sao, bắt tay làm sao, bắt tay, bắt tay ơi, bắt tay mà đưa gì chậm ghê vậy, bắt tay lại coi, Lucky bắt tay lại coi. Kêu bắt tay mà cứ dở cái chân là làm cái gì, khoe hả, khoe cái chân đẹp hay sao vậy? Thanh niên nhát, nhát khi trời mưa nè chú, cứ mỗi lần trời mưa tới là trốn ngay nè cô chú ơi, tự chạy hơ chạy xuống đây trốn nè, cái hết mưa cái chạy ra sấm chớp một lần chốt sát. Ở đây là mới mưa lâm râm còn trốn đây chứ sấm chớp rồi trốn tuốt kia luôn rồi đó cô chú. Không ạ, hả, gì sợ dữ không? Mưa mà ở trong nhà mà đâu có mưa đâu không hả, đâu có còn ở ngoài đường giống như đó đâu mà sợ gì, làm gì mà gung. Trời ơi, sao gung dữ vậy? Gung mẹ Long Hải nó gung quá trời mà. Mẹ nó đang gung quá trời nè. Hồ có sợ mưa gì mà sợ dữ vậy? Mưa gì mà sợ dữ vậy? Mưa lâm râm thôi đó. Bị tâm lý đúng không? Chắc cũng mấy ngày đó mưa rồi ở ngoài đường đó cô chú. Mưa nhiều lúc mưa thì cô chú cũng biết là nhiều lúc có sấm chớp mà đâu có chỗ nhà đâu. Hỏi em nó rung rồi cô chú ơi. Thấy thương quá. Thôi thôi vô chổng nằm đi con. Ngoan nha, thương nha. Long Hải vô chổng nằm đi con ơi. Nằm cho bớt luôn với chị Hai vuốt vuốt hồi cũng không hết. Còn hai là muốn lại đây chị Hai ẩm, lại đây. Lại đây. Xin đây chị Hai ôm nè. Ôm hết, nó sợ. Ôm nó sợ. Nó sợ nha, từ từ. Chân của Long Hải nhìn chú. Đó. Anh từ ngày anh biết đi là anh đi riết rồi, cái chân vậy nè cô chú ơi, nó không do cái lên cái điện thoại của con quay đó, nó đỏ nhiều chứ ngoài nó hơi hồng hồng thôi cô chú ơi, nó không sao hết. Cái chân của Long Hải hồi đó cái xương nó lòi ra chỉ hoài nó không có lành, nay nó lành hẳn rồi cô chú. Còn cạo lông, mua mới cạo lông sạch sẽ cho em xong đó, cạo sạch sẽ xong chị Hai tắm cao cung. Không có gung nữa, cờ lên cho cô chú coi ai, không có gung nữa. Không có gung nữa nha. Rồi, không có gung nữa. Mập tịch. Tiếp tiêu mập tịch ơi. Dỡ cái đứt con gác ơi, dỡ cái đứt con gác. Đánh đứt con tiêu lắm cô chú. Tròn đẩy đà cô chú. Theo chị Hai dữ lắm luôn đó cô chú ơi. Theo lắm luôn đó. Sao nhìn gì, bắt tay chị Hai coi, bắt tay chị Hai, bắt tay, bắt tay. À, giỏi dữ nào, cứ kì bắt tay đó.
dở cho nó mát mũi. Con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cô chú yêu mến con và các bé, cho con xin nút like, nút đăng ký để ủng hộ cho con và các bé. Trời mưa các em ngủ hết trơn chú ơi. Mưa từ chiều giờ mấy em ngủ quá nên là không có chơi gió gì hết trơn, trời lạnh. Cũng không có quay được mấy cảnh vui chơi của mấy em đâu cô chú coi nữa. Nè. Ở đây. Giỏi.